Loài chim sống khắp nơi trên hành tinh của chúng ta, từ vùng núi cao đến các địa cực giá lạnh, từ vùng đồng bằng đến các rừng sâu, từ các thành thị đông đúc cho đến các đại dương bao la. Trong tất cả các động vật bậc cao, chim là những động vật đẹp nhất, có tiếng hót hay nhất, được nhiều người ưa thích nhất và đồng thời cũng cần được bảo vệ nhất. Tương lai của các loài chim rồi sẽ như thế nào? Với cách nhìn lâu dài, chúng ta có thể dự đoán rằng một số loài chim sẽ biến mất trong một tương lai không xa. Không phải chỉ đơn giản vì bị săn bắn vô tổ chức, mà con người hiện đại đã và đang dồn chúng đến con đường bế tắc, cướp mất chỗ sống của chúng, nguồn thức ăn. Bằng cách làm thay đổi môi trường sống của chúng, như đào kênh mương, tát cạn đầm lầy, phát quang rừng rậm, biến những chỗ hoang vu thành đồng ruộng, hầm mỏ, nhà máy. Việc thay đổi môi trường sống như vậy thường gây ảnh hưởng quyết định đối với các loài chim cổ, những loài chim đòi hỏi khoảng không rộng lớn hay những điều kiện đặc biệt mới sinh sản được như các loài xếu, đại bàng, ó, kền kền, hồng hoàng, nhiệt. Trong clip này, chúng ta cùng tìm hiểu về một loài chim đang bị đe dọa và suy giảm số lượng nhanh chóng ở Việt Nam cũng như trong khu vực và thế giới. Số 1. Niệc nâu. Đặc điểm nhận dạng, chim trưởng thành có kích thước nhỏ hơn các loài cùng họ hồng hoàng. Bộ lông nhìn chung có màu nâu đến nâu tối, họng trắng, lông đuôi và lông cánh sơ cấp có đầu mút trắng. Cằm, hai bên cổ, trước cổ và trên ngực trắng phớt hung. Mỏ nâu vàng nhạt ở chim đực và nâu ở chim cái, mũ mỏ nhỏ, da vòng quanh mắt xanh nước biển, chim non giống chim cái. Nhưng phần dưới cơ thể màu nâu xám sẫm, mút lông cánh không có màu trắng. Đặc điểm sinh thái, sinh cảnh sống là rừng lá rộng thường xanh, đôi khi rừng hỗn giao với các loài cây rụng lá, rừng thứ sinh, độ cao phân bố đến 1.500 m. Thường kiếm ăn theo đàn, đôi khi gặp những đàn khá lớn. Mùa sinh sản từ tháng 2 đến tháng 6, chim đực và chim cái cùng xây tổ. Tổ làm trong hốc cây tự nhiên. Vật liệu tổ được gắn bằng các mảnh vỡ của thức ăn và bột gỗ. Tổ cao từ 3,5 đến 18 mét so với mặt đất, đẻ 2 đến 5 trứng màu trắng, trứng đổi màu trong quá trình ấp. Phân bố, niệc nâu phân bố rộng khắp trên các vùng rừng trong cả nước. Tình trạng hiện nay, vùng sống đang bị thu hẹp, sức ép săn bắn, mất môi trường sống làm giảm số lượng quần thể rất nhanh. Niệc nâu được xếp vào phân hạng loài sẽ nguy cấp, đang đứng trước một nguy cơ lớn sẽ bị tuyệt chủng ngoài thiên nhiên trong một tương lai tương đối gần. Biện pháp bảo vệ niệc nâu đã được đưa vào trong sách đỏ chim châu Á 2001. Hiện chúng đang được bảo vệ trong các khu bảo tồn cùng với nhiều loài khác, nhưng chúng vẫn bị săn bắn bất hợp pháp. Niệc nâu được liệt kê trong sách đỏ Việt Nam năm 1992-2000 và nhóm 2B của Nghị định 48 của Chính phủ năm 2002. Phụ lục 2 công ước sai tặc.
Số 2. Liệt mỏ vằn. Liệt mỏ vằn là một loài chim trong họ hồng hoàng. Chúng có phạm vi phân bố trải dài khắp chân đồi và các khu rừng thường xanh ở Đông Bắc Ấn Độ, Bhutan đến Bangladesh, Đông Nam Á và quần đảo Sunda. Đây là một loài chim ăn quả và chủ yếu ăn các loại quả lớn. Chúng nuốt toàn bộ quả, để lại hạt nguyên vẹn không tiêu hóa qua phân. Tập tính kiếm ăn này đóng một vai trò sinh thái quan trọng đối với sự phát tán hạt đường dài trong hệ sinh thái rừng. Liệt mỏ vằn đang bị đe dọa bởi nạn săn bắn, phân mảnh môi trường sống và nạn phá rừng. Đặc điểm nhận dạng, con được trưởng thành mỏ sừng to, trên sống mỏ và gốc mỏ có gờ gợn sóng. Đỉnh đầu màu nâu tím ở con đực và đen ở con cái. Hai bên đầu và cổ trắng. Mắt vàng cam hay đỏ, da quanh mắt màu hồng hay vàng đỏ với vằn ngang xanh hay lục. Con cái mắt nâu, vùng da quanh mắt màu hồng thẫm. Cả đực và cái chân đều có màu xám đen. Chim non mỏ không có gờ và kích thước bé hơn. Đặc điểm sinh thái ở Việt Nam chưa rõ. Kết quả nghiên cứu ở Thái Lan cho thấy loài này sinh sản vào tháng 2 đến tháng 5, kéo dài tới 120 ngày. Thời gian ấp 40 đến 45 ngày và thường chỉ thấy một con. Thức ăn chủ yếu là các loại quả cây, loại quả thịt trong rừng. Ngoài ra ăn thêm côn trùng chiếm khoảng 5% số lượng thức ăn. Liệt mỏ vằn sống và làm tổ, kiếm ăn ở rừng nguyên sinh, thứ sinh và rừng thường xanh ẩm ít bị khai thác ở các thung lũng, vùng đồi núi độ cao 100 đến 1.500 mét và cả rừng ngập mặn. Ở Thái Lan, chúng kiếm ăn và làm tổ ở tầng cao của rừng từ 20 đến 28 mét và vùng hoạt động trong mùa sinh sản rộng khoảng 12 km vuông. Ngoài mùa sinh sản, vùng hoạt động kiếm ăn hẹp hơn. Có thể gặp được đàn đông hàng trăm con. Một số khu vực ở miền Trung và Nam Bộ nước ta thường chỉ gặp đàn nhỏ 3 đến 5 con. Tuy nhiên, đôi khi có thể gặp đàn lớn đến gần 20 con. Phân bố tại Việt Nam, liệt mỏ vằn phân bố ở miền Trung và Nam Bộ. Giá trị là loài chim quý hiếm, có giá trị khoa học, hình dáng đẹp, làm cảnh, thương mại, thực phẩm, mỏ làm đồ trang sức. Tình trạng số lượng ngày càng giảm do môi trường sống bị mất dần, vùng phân bố bị thu hẹp nhanh, bị săn bắt bừa bãi, hiện nay rất hiếm. Loài đã được xếp phân hạng sẽ nguy cấp, cả trong sách đỏ thế giới và sách đỏ Việt Nam. Biện pháp bảo vệ liệt mỏ vằn đã được đưa vào sách đỏ Việt Nam năm 1992-2000, tuy có mặt ở nhiều khu bảo tồn thiên nhiên và vườn quốc gia, miền Trung và Nam Bộ nước ta. Nhưng việc bảo vệ chưa có hiệu quả cao, việc hồi phục số lượng rất chậm, cần nghiêm cấm săn bắt, đồng thời đẩy mạnh việc bảo vệ tốt các quần thể còn lại, cùng với nơi ở và nơi kiếm ăn của chúng.
Số 3. Liệt cổ hung. Liệt cổ hung là loài chim sống ở độ cao 150 đến 2.200 mét thuộc Bhutan, Đông Bắc Ấn Độ, Myanmar, Vân Nam Trung Quốc, Đông Nam Tây Tạng, Đông và Bắc Thái Lan, Bắc Lào và Bắc Việt Nam. Số lượng liệt cổ hung đang suy giảm đáng kể do bị săn bắn và bị mất môi trường sống. Hiện chúng đã hoàn toàn biến mất ở Nepal. Với chiều dài 117 cm, đây là một trong những loài lớn nhất thuộc họ hồng hoàng. Chim trống có lông, cổ và đầu màu đỏ hung, trong khi chim mái có màu đen. Đặc điểm nhận dạng: chim có kích thước lớn. Đặc điểm nổi bật là đầu, cổ và dưới thân có màu hung. Lông đuôi có màu đen ở nửa phía gốc và trắng phía ngoài. Cánh đen, nhưng cuối lông sơ cấp viền trắng. Mỏ màu vàng, không có mỏ sừng nhô lên ở trên mỏ. Con cái có màu đen ở đầu, gáy và cổ. Dưới cằm có nét da màu đỏ tươi như ở con đực. Đặc điểm sinh thái, sống định cư trong các vùng rừng thường xanh cây lá rộng, ở độ cao từ khoảng 600 đến 1.800 mét. Tuy nhiên, có thể gặp chúng ở đai thấp 150 mét hay lên tới độ cao 2.200 mét. Làm tổ vào tháng 3 đến tháng 6, trên cây cao, có đường kính rộng. Thực tế, có một số quần thể di chuyển theo mùa giữa các vùng rừng và khu vực khác nhau, phụ thuộc vào nguồn thức ăn. Là những loài cây cho quả trong năm, tập tính sinh sản tương tự các loài khác trong cùng họ, làm tổ trong hốc cây có độ cao cách mặt đất là 10 đến 30 mét, đẻ 1 đến 2 trứng, có màu ghi sáng. Phân bố ở Tây Bắc Việt Nam gồm các tỉnh Lào Cai, Lai Châu, Yên Bái và vùng Bắc Trung Bộ tỉnh Nghệ An. Giá trị: loài chim có kích thước lớn, màu sắc đẹp, dễ dàng phát hiện ở rừng, nên từ lâu chúng đã là đối tượng săn bắt, chủ yếu là để lấy thịt, nuôi làm cảnh, buôn bán. Tình trạng là một trong các loài thuộc họ chim hồng hoàng bị đe dọa và suy giảm số lượng nhanh chóng ở Việt Nam, khu vực và thế giới. Không còn tìm thấy tại một số nơi thuộc khu phân bố lịch sử của chúng như Mường Mun tỉnh Lai Châu và Sapa, Phan Xipang ở tỉnh Lào Cai và một số địa điểm khác. Các thông tin mới như Vườn Quốc gia Pù Mát phát hiện một quần thể 2 đến 4 cá thể ở độ cao 1.400 mét hay khu vực rừng Mù Cang Chải, Yên Bái mới phát hiện một quần thể khác không lớn. Nguyên nhân đe dọa chủ yếu là do bị săn bắt quá mức, vùng làm tổ và kiếm ăn bị mất, bị thu hẹp hay còn lại ở tình trạng phân tán do hầu hết rừng nguyên sinh đã bị khai thác, mất đi hoặc bị thu hẹp. Phân hạng liệt cổ hung được xếp vào phân hạng rất nguy cấp, đang có nguy cơ cực kỳ lớn sẽ bị tuyệt chủng ngoài thiên nhiên trong một tương lai gần. Biện pháp bảo vệ liệt cổ hung đã được đưa vào sách đỏ chim châu Á 2001, bậc VU sẽ nguy cấp, liệt kê vào nhóm 2B trong Nghị định 48 ngày 22 tháng 04 năm 2002 của Chính phủ. Trong Công ước Quốc tế CITES thuộc phụ lục 1 và 2, cần có biện pháp để ngăn chặn có hiệu quả việc săn bắt động vật hoang dã, ngay cả trong các khu bảo vệ. Vùng rừng Mù Cang Chải cần được quy hoạch, bảo tồn và đầu tư kịp thời, đồng thời giúp đỡ cộng đồng cải thiện đời sống để thay đổi tập quán săn bắt chim thú rừng. Số 4. Liệt đầu trắng. Liệt đầu trắng là một loài chim trong họ hồng hoàng,
là đại phân bố ở Đông Dương, Tây Nam Thái Lan, Malaysia, Borneo và Sumatra. Ở Việt Nam chỉ mới phát hiện ở tỉnh Quảng Trị tại Cam Lộ năm 1923. Đặc điểm nhận dạng, liệt đầu trắng có chiều dài từ 83 đến 102 cm, cân nặng 1,3 đến 1,5 kg. Chim mái lớn hơn chim trống. Bộ lông màu đen và trắng. Đầu, cổ, ước và đuôi có màu trắng, trong khi phần còn lại của bộ lông có màu đen. Chúng có chỏm lông đầu màu trắng, dựng lên trên một chiếc mào. Giữa mắt, mỏ và trên cổ họng có lớp da trần màu xanh sẫm. Mỏ chủ yếu là màu đen với cuống hơi vàng. Chim mái có lông cổ và lông ở mông màu đen. Đặc điểm sinh thái, sống định cư và làm tổ chủ yếu ở rừng, quanh đồi cây thấp dưới khoảng 900 mét, có thể nhận biết bằng tiếng kêu to nơi kiếm ăn. Phân bố, tại Việt Nam mới phát hiện lần đầu năm 1923, tại Cam Lộ tỉnh Quảng Trị, đến nay chưa có thêm thông tin. Tình trạng, mất nơi ở do rừng bị hủy hoại nặng, trong thời gian chiến tranh kéo dài ở nước ta, mặt khác còn có thể bị săn bắt quá mức, trước đây tại các điểm đã tìm thấy. Đề nghị biện pháp bảo vệ, liệt đầu trắng đã được đưa vào sách đỏ Việt Nam. Giống với liệt hung, nâu, cần tiến hành nghiên cứu và tạo khả năng khôi phục lại, nếu như đã thực sự biến mất ở nước ta.